Xin chào anh em. Hôm trước thì chúng mình đã làm video chia sẻ rất chi tiết về chiếc ThinkPad T14 Gen 2, nhưng đó là phiên bản Intel. Vậy với những anh em là team của đội đỏ thích AMD với hiệu năng mạnh mẽ hơn, tối ưu hiệu năng trên từng watt điện sử dụng và quan trọng hơn là AMD thì vẫn có giá rẻ hơn kha khá so với Intel, thì anh em hoàn toàn có thể cân nhắc tới chiếc ThinkPad T14 Gen 2 Ryzen 7 Pro 5850U này nhé. Cụ thể chiếc ThinkPad này như thế nào, hãy cùng mình tìm hiểu trong video này nhé. Đầu tiên là về thiết kế. Kế thừa ngôn ngữ thiết kế quen thuộc của dòng T-Series của ThinkPad T490S ở T14 Gen 1 hay là T14 Gen 2 bản Intel với vỏ kim loại, thì ThinkPad T14 Gen 2 Ryzen 7 Pro này cũng sử dụng vỏ carbon fiber cao cấp. Trọng lượng của máy chỉ 1,28GB, mặc dù không quá nhẹ như dòng X1 carbon cao cấp nhất, nhưng T14S vẫn rất nhỏ gọn so với các mẫu Ultrabook văn phòng khác. Máy cũng đạt độ bền của quân đội Mỹ 810G, chất lượng build của máy rất chắc chắn, cảm giác cầm máy rất là an tâm, không sợ bị va quẹt xước máy. Phía trên bàn phím là giải loa được đặt ở phía trước thay vì loa được đặt ở phía dưới bàn phím như các thế hệ T480S hay là T490S trước kia. Tổng thể của máy rất là thanh lịch, gọn, toát lên một sự sang trọng. Thứ hai là về cổng kết nối. Máy được trang bị khá đầy đủ các cổng kết nối như là HDMI 2.0, USB-A, USB-C 3.2 Gen 2 kiêm sạc trong máy luôn. Audio 3.5mm. Thứ ba là về bàn phím và touchpad. Tất cả các bàn phím và touchpad của dòng ThinkPad này rõ là tương đồng như nhau. Do đó là chất lượng của bàn phím T14S cũng y hệt như các mẫu máy ThinkPad khác, kể cả là dòng X1 carbon cao cấp thì cũng y hệt phím T14S luôn. Do đó mà các anh em thiên về gõ phím content nhiều thì cứ máy ThinkPad đảm bảo gõ phím bao phê luôn. Touchpad của máy cũng được làm to hơn một chút với các mẫu máy đời trước, di chuyển rất nhanh, nhạy, tiệm cận với touchpad của các máy X1 Carbon Gen 789 mà mình đã review ở kênh trên. Tiếp theo nữa là về màn hình. ThinkPad T14 Gen 2 Ryzen 7 Pro này có màn hình 14 inch với hai tùy chọn là Full HD hoặc 4K. Phổ biến trên thị trường hiện nay là phiên bản Base Full HD 1920x1080, không có cảm ứng, độ sáng 300 nits và 45% NTSC, tức là máy chỉ đạt khoảng hơn 60% độ bao phủ màu sRGB. Còn anh em cần độ chuẩn màu sắc cao hơn có thể lựa chọn phiên bản 72% NTSC với độ bao phủ màu đạt 97% sRGB. Với phiên bản 4K UHD đạt 100% Adobe RGB thì hiếm có trên thị trường do mức giá bán sẽ cao hơn kha khá so với bản Full HD. Trải nghiệm thực tế màn hình của phiên bản Base ThinkPad T14S thì hình ảnh hiển thị khá là nịnh mắt, các màu sắc được làm tươi hơn, do đó mà sẽ phù hợp với các anh em làm việc văn phòng và giải trí xem phim, nghe nhạc rất tốt. Còn với những anh em mà có liên quan tới thiết kế này, cần hình ảnh chuẩn màu sắc cao hơn thì chắc sẽ phải cân nhắc option màn hình nâng cao hơn rồi. Tiếp theo nữa là về loa. Máy được trang bị giải loa Dolby Audio với hai loa 2W, tổng là 4W, chất lượng âm thanh ở mức gọi là ổn. Do là giải loa phía trước nên âm thanh sẽ hướng trực tiếp về phía người dùng, do đó mà âm thanh trong này không bị rè như các loa được đặt ở phía dưới bàn phím. À, có một lưu ý cho anh em là khi mua máy T14S này thì dùng giữ gìn, tránh để bụi bám vào loa thì sẽ khiến âm thanh bị rè. Còn nếu như mà anh em mua máy tại minhvu.vn thì sẽ được hỗ trợ vệ sinh máy miễn phí. Anh em dùng máy từ 6 đến 12 tháng có thể mang qua shop để vệ sinh máy một lần. Lần trước thì bọn mình có giới thiệu với các bạn về phiên bản ThinkPad T14 Gen 2 nhưng đó là phiên bản Intel. Còn trên bàn ngày hôm nay đó là phiên bản CPU của AMD. Cụ thể về thông số cấu hình như thế nào thì các bạn có thể tham khảo ở bản spec nhé. Cụ thể ở đây thì mình đang có option mạnh nhất với AMD Ryzen 7 Pro 5850U có tận 8 nhân và 16 luồng. Mọi tác vụ mở máy đều rất nhanh, mở là chạy xé gió luôn. Cũng may là nhờ vào sự cạnh tranh của AMD là vài năm gần đây, các mẫu laptop mới có giá bán tốt hơn, đồng thời số nhân, số luồng của CPU được Intel và AMD cạnh tranh gắt gao, do đó mà người dùng như chúng ta mới được hưởng lợi lớn. Trước đây vài năm thì Intel độc quyền CPU trên laptop thì hầu hết CPU chỉ có 2 nhân 4 luồng, cùng lắm thì là 4 nhân 8 luồng là hết cỡ. Vậy mà ngày nay một mẫu Ultrabook có 14 inch nhỏ gọn như thế này thôi mà có tận 8 nhân 16 luồng thì có khác gì sức mạnh của các mẫu laptop gaming hay là PC tầm trung đâu nhỉ? Thực vậy khi mà mình mở Photoshop edit ảnh quá là vô tư luôn. Thậm chí là khi mà mình mở liên tiếp từ 4 đến 5 file PSD mà máy vẫn cứ chạy xé gió. Mình
mình có mở render Viotest Premiere quen thuộc thì máy cũng render chỉ mất có tầm 3 phút 7 giây để hoàn thành, tức là tương đương với ThinkPad T14 Gen 2 i5-1135G7 mà mình có làm video trước ở kênh trên. Tuy nhiên thì nhiệt độ của bản Ryzen 7 Pro này lại khá là mát mẻ, chỉ duy trì ở mức từ 70 đến 75 độ khi hoạt động ở cường độ cao, thay vì lên tới gần 90 độ như bản Intel. Quạt gió tản nhiệt của máy lại rất nhẹ, gần như không có tiếng kêu quá lớn. Rõ ràng là hiệu năng trên mỗi watt điện sử dụng của bản AMD Ryzen 7 Pro này tốt hơn rất nhiều so với bản Intel 11. Qua đó mà thời lượng pin ở trên bản AMD này sẽ tốt hơn so với bản Intel từ 20 đến 30% so với thời lượng pin sử dụng thực tế. Tiếp theo là một số các tính năng khác. Bên cạnh đó thì máy có mở khóa bằng khuôn mặt Windows Hello và cả mở khóa bằng vân tay tích hợp sẵn vào nút nguồn của máy. SSD theo máy là tốc độ siêu nhanh đạt 3600 MB/s đọc và 2300 MB/s ghi. Nếu như anh em nào đang làm coder IT này, design ảnh 2D, quay dựng các video trên mạng xã hội TikTok, Facebook phải sử dụng CPU nhiều hơn so với card đồ họa rời, mà anh em lại còn phải hay di chuyển từ nơi này đến nơi khác và đang cần tìm một chiếc máy nhỏ gọn, bền bỉ, hiệu năng cao, thì ThinkPad T14 Gen 2 Ryzen 7 Pro này sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho anh em. Và chiếc máy này còn đang có sẵn tại minhvu.vn, full box 100%, RAM 16GB, SSD 256GB, thoải mái cho anh em sử dụng từ 4 đến 5 năm tới. Vậy thì anh em sẽ lựa chọn ThinkPad T14 Gen 2, bản Intel hay là bản AMD? Hãy để lại comment ở phía dưới bình luận cho chúng mình cùng biết với nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.